Một số vệ sĩ nằm trong vũng máu, chỉ để bảo vệ một ông chú chạy trốn. Nhưng kết quả ông chú vẫn không thoát khỏi bàn tay của ác quỷ. Kẻ giết bọn họ là một tên có vẻ rất biến thái. Tên này đi đến gặp ông chủ xuất hiện cuối tập trước. Hắn than phiền vì đối tượng cần giết quá cùi bắp không đủ thỏa mãn. Cũng hy vọng lần sau đừng giao mấy nhiệm vụ như thế cho hắn nữa. Thấy Ia Marie đã căng, tên này có chút rén nói tránh sang chuyện khác. Hắn cho rằng mấy trò của ninja đã lỗi thời không còn phù hợp với bọn họ nữa. Nhưng Ia Mari nói rằng đám Joe từ lâu đã không còn là shinobi và cần phải loại bỏ ngay lập tức để không tiết lộ kỹ thuật với người ngoài. Hắn cho rằng Joe là một trong những ninja cao cấp nhất của lịch sử Nhật Bản, thành thạo vô số kỹ thuật giết người đỉnh cao. Nghe thế tên sát thủ rất muốn đối đầu với Joe. Nhưng Ia Mari cảnh báo ngay cả khi bác sĩ tuyên bố Joe đã chết nhưng anh vẫn có thể sống lại. Khả năng lớn nhất là Joe đã dùng kỹ thuật bí mật của mình, những kỹ thuật mà chỉ có ninja đời trước mới có thể sở hữu. Vì vậy muốn giết được Joe thì phải tìm hiểu được kỹ thuật của anh, nhưng tên sát thủ vẫn rất coi thường ninja. Nói rằng nếu gặp hắn thì Joe sẽ phải ôm chân hắn rồi khóc lóc xin tha. Tên sát thủ nhắc đến một người tên là Reaper, cùng lúc này đang truy sát một kẻ đoạn đầy khác. Tuy là thầy của đối phương, nhưng có vẻ tên này nói rất nhiều. Toàn là những lời linh tinh nên AD cũng không muốn tóm tắt lại. Chỉ là người nói nhiều thì anh em cũng biết kết quả rồi đấy. Cố tỏ ra ngầu lòi lao đến đối phương xong thì sao? Đối phương thì không hề hấn gì, còn kiếm của hắn lại cắm trên người mình. Cứ thế game over rất dễ dàng. Ia Marie đã cấm Reaper tìm Joe khiêu chiến. Thế nên tên sát thủ có vẻ rất thất vọng. Bên phía FBI kết luận chủ quán hôm trước có liên quan đến hoạt động rửa tiền của mafia Trung Quốc. Cho nên vụ giết người xảy ra ở quán chỉ là hành vi thanh toán lẫn nhau giữa các bang đảng. Mike nghe thế thì rất tức giận. Đang định gây chuyện với đồng nghiệp thì cấp trên đến tìm. Ông ta khuyên Mike không nên quan tâm đến chuyện không liên quan đến mình như thế có thể về hưu một cách an toàn. Khi Mike đoán ra mọi chuyện liên quan đến tập đoàn Auza, cấp trên của ông lập tức cho ông một cái đơn xin nghỉ phép thẳng đến ngày nghỉ hưu, cũng khuyên ông đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Joe đang rèn vũ khí nhưng hình ảnh cái chết của vợ con cứ xuất hiện trong đầu khiến anh rất mệt mỏi. Mike đến tìm và mang cho Joe ít thực phẩm, ngoài ra còn có một con vịt để làm món vịt quay Bắc Kinh. Mike tiết lộ rằng vũ khí của sát thủ khả năng do tập đoàn Auza chế tạo. Ông sẽ cố gắng điều tra xem còn có manh mối nào quan trọng nữa không. Joe nói sẽ đuổi cùng giết tận bất cứ kẻ nào liên quan đến cái chết của vợ con mình. Nghe thế Mike liền muốn bắt Joe ngay lập tức, nhưng ông cũng biết mình có làm được điều đó hay không, vì có khá nhiều kẻ xấu cần được còng tay trước. Nên Mike quyết định hợp tác với Joe, dù sao ông cũng không phải đối thủ của đám người đó. Mike nói mình có một người biết chút manh mối về ao gia, vừa tưởng người đó đến nhưng chỉ là chú vịt được mua. Mike đi tìm Emma Nói lòng vòng một hồi thì nói đến chuyện xe cộ. Mike chê chiếc xe Emma mới mua của lỗ sĩ. Nhưng Emma cho rằng xe của Mike còn cổ hơn. Nghe thấy Joy có thể nói rành mạch chi tiết về chiếc xe của mình Emma rất thán phục. Quả là một shinobi tài sắc vẹn toàn. Sợ Emma nói nhiều khiến Joy khó chịu. Mike phải chặn miệng cô lại. Sau khi hai người chui vào trong xe mới thấy đỉnh cao công nghệ là thế nào. Phải nói Rolls Royce hay Bentley đều phải sách dép. Qua điều tra thì Emma biết được. Ao gia có dính líu vào việc tham gia phát triển vũ khí quân sự truyền thông giải trí vân vân. Bọn họ thâm nhập vào tất cả ngõ ngách, không một quốc gia nào không sử dụng công nghệ của Ao gia. Ao gia cũng có không ít lời đồn đen tối, những người điều tra hay phản đối với Ao gia đều chết một cách khó hiểu. Đặc biệt là đầu chọc một chính trị gia bảo thủ hàng đầu nổi tiếng khắp châu Âu. Giã từ chối hợp tác với tất cả công ty nước ngoài. Một tuần trước đột ngột qua đời trong một tai nạn xe hơi. Người kế nhiệm của ông ta hiện tại lại làm điều hoàn toàn ngược lại trong số công ty hợp tác lại có Aoja. Một tập đoàn quốc tế hợp tác với Ninja quả là bài toán khó giải quyết. Đây đúng là cơn ác mộng của thế giới. Lúc này tập đoàn Aoja đang thí nghiệm một lò năng lượng có khả năng sản xuất 2,2 triệu kW điện mỗi giây. Nếu có thể thành công, Aoja sẽ trở thành bá chủ của thế giới. Tên chủ tịch vừa ra ngoài đã thấy Iamari ngồi đợi hắn. Có vẻ tên này cũng đang muốn gặp Iamari. Iamari không nói gì chỉ ném ra bức ảnh chụp mấy tên cầm súng bắn vào tiệm ăn Trung Quốc hôm trước chủ tịch gia không ngần ngại nhận đó là người của mình. Với lý do thu thập dữ liệu về loại vũ khí đang phát triển, không hề nhắm vào mục tiêu của Iamari, mặc cho tên này cố gắng giải thích, Iamari vẫn không nói một lời. Trước khi đi chỉ lạnh lùng cảnh cáo hắn lần sau chớ làm điều dại dột như thế nữa. Bên phía Jay đang tiếp tục xem Emma trình bày thì đột nhiên một thanh gươm đâm xuống. Emma vội vàng nổ máy chạy đi, Mike bắn thế nào cũng không làm gì được đối phương. Khi Joe vừa hạ được tên sát thủ thì chiếc xe của họ liền bị một cái công tay nơ đâm trúng. Joe tỉnh lại liền thấy một tên sát thủ khác đang đứng bên ngoài nhìn vào. Hắn vừa có thể bắn súng vừa có thể cận chiến. Tuy nhiên Joe cũng không phải tay mơ để hắn thích làm gì thì làm. Hai bên chém qua chém lại một hồi không có kết quả. Từ người tên này chui ra rất nhiều xúc tu như bạch tuộc. Sau khi khóa chặt, Joe chúng liền tự động lao đến tấn công anh. Do số lượng quá nhiều nên Joe nhanh chóng bị thông đít anh tức giận dùng bí thuật tạo ra sáu cái tay sau lưng mấy cái tay tóm lấy xúc tu và xúc tu cũng quấn lấy chúng doe lợi dụng việc này quật kẻ địch vào tường tên này lại gọi ra hai quả tên lửa nhắm vào doe sau khi doe chém đứt hai quả tên lửa thì tên kia lại phóng thêm vô số tên lửa nhỏ nhắm vào anh doe lộn vòng trên không để tránh né rồi lao đến một đòn hạ gục kẻ địch anh phát hiện tên này chỉ là con dối nên đã gỡ cái camera ra rồi ném đối phương xuống đất sau khi gửi lời nhắn đến kẻ địch anh đã đập vỡ chiếc camera thấy vô số cảnh sát đã đến hiện trường nên Joe không xuất hiện. Đột nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại khiến anh rất bất ngờ.